Chào các bạn, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 cách xây dựng thu nhập thụ động để chấm dứt sự làm việc kiếm tiền suốt đời. Tôi là Nguyễn Thị Vân Anh, là nhà đào tạo về bán hàng, đầu tư và quản lý tài chính cá nhân thuộc Học viện Blessinger Training Academy, một tổ chức huấn luyện quốc tế với hơn 33 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo toàn cầu. Và trong 33 năm qua, tổ chức của chúng tôi đã giúp đỡ cho hàng triệu con người thay đổi về phát triển bản thân, phát triển về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng đầu tư để đón nhận một cuộc sống thành công, giàu có và hạnh phúc. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn 4 cách xây dựng thu nhập thụ động để chấm dứt sự làm việc suốt cả đời. Vậy bạn đã bao giờ nghe đến khái niệm thu nhập thụ động hay chưa? Nếu chưa thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn nhé. Và điều tiếp theo tôi muốn nói với bạn điều này, đó là để bạn có thể ghi nhớ được, để bạn có thể hành động được, thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải ghi nhớ những cái điều mà tôi chia sẻ với bạn dưới đây. Và như vậy thì mỗi khi mà bạn rút ra được một bài học gì từ những cái chia sẻ của tôi thì hãy comment nó xuống phía dưới nhé. Sẽ giúp cho bạn ghi khắc lại những thông tin mà tôi chia sẻ cho bạn. Chỉ khi bạn nhớ được nó thì bạn mới có thể tiếp tục làm việc tiếp theo, đó là hành động. Chỉ khi bạn nhớ nó, ghi nhớ nó, chỉ khi bạn hiểu nó thì bạn mới có thể hành động được mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thu nhập thụ động là gì. Và thu nhập thụ động đó là một cái nguồn thu nhập nó sẽ mang lại cho bạn, nó sẽ đến với bạn, nó sẽ mang tiền đến cho bạn mà bạn không cần phải làm việc hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày nữa. Đó là một cái nguồn thu nhập được tạo ra bởi bạn hoặc tạo ra bởi đội nhóm của bạn. Từ trước đó, bạn đã làm từ trước đó và đến ngày hôm nay, đến một cái ngày nào đó khi bạn ngừng làm việc thì nó vẫn mang tiền đến cho bạn. Ví dụ như thế này nhé. Nếu như tôi làm một cái công việc kinh doanh, đó là tôi kinh doanh nhà máy nước và tôi lắp một cái đường ống dẫn nước đi đến tất cả các căn nhà ở trong cái xã mà tôi đang ở chẳng hạn. Tôi lắp những cái đường ống dẫn nước đến những căn nhà ở cái khu đô thị gần chỗ tôi ở chẳng hạn, ví dụ như vậy, gần cái nhà máy nước của tôi. Và cái việc lắp đặt đó nó chỉ diễn ra một lần mà thôi. Nhưng từ đó về sau, cứ mỗi lần thấy ai đó mở vòi nước ra thì đó là việc họ phải chi tiền cho tôi. Và cái việc họ mở vòi nước ra nó sẽ diễn ra trong một cái khoảng thời gian rất dài sau đó. Mà tôi không cần phải ngày nào cũng phải đi lắp ống dẫn nước nữa. Tôi chỉ lắp ống dẫn nước có một lần mà thôi. Và cái nguồn tiền mà họ mang đến cho tôi từ việc họ trả tiền nước cho tôi đó chính là thu nhập thụ động. Khi tôi không cần phải làm việc nữa mà khoản tiền đó nó vẫn đến với tôi, đó được gọi là thu nhập thụ động. Ví dụ như là bạn có thể có một căn nhà và rồi khi bạn kiếm tiền để mua một căn nhà thì đó là lúc bạn phải lao động rất là vất vả. Nhưng khi bạn đã có đủ tiền để sở hữu một căn nhà rồi thì bạn không còn phải làm việc nữa, mà những người thuê nhà sẽ trả tiền hàng tháng cho bạn. Và đó là lúc mà bạn chỉ cần ngồi chơi thôi, và hàng tháng bạn chỉ cần thu tiền thôi, và bạn vẫn có thể có được cái cuộc sống như bạn mong muốn. Và đó được gọi là thu nhập thụ động. Vậy thu nhập thụ động là nguồn thu nhập được tạo ra, cái nguồn tiền nó sẽ đến với bạn kể cả khi bạn không cần phải làm việc nữa. Bạn có mong muốn có thật là nhiều nguồn thu nhập thụ động và nó càng ngày càng trở nên lớn lên hay không? Khi mà nói đến thu nhập thụ động, nói đến việc là không cần phải làm việc mà vẫn có tiền, nhiều người sẽ nói rằng lừa đảo, nhiều người sẽ nói rằng vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đấy. Nhưng mà bạn cứ nghĩ mà xem, nếu bạn có một căn nhà, bạn có cần phải làm việc nữa hay không? Chắc chắn là bạn không cần phải làm việc nữa rồi, và tiền nó vẫn đến với bạn
từ việc bạn cho thuê căn nhà đó đấy. Và đã có rất nhiều những cái người đã làm được cái điều đó. Và bây giờ tôi cho rằng sẽ là đến lượt bạn. Vậy thì tại sao bạn lại cần phải có nguồn thu nhập thụ động? Khi bạn đã hiểu được thu nhập thụ động là gì rồi, bạn có muốn có nó không? Chắc chắn là có rồi. Nếu mà có thì bạn hãy comment xuống rằng tôi muốn có nguồn thu nhập thụ động lớn. Chỉ khi bạn có nguồn thu nhập thụ động lớn thì bạn mới tạo nên được sự tự do tài chính. Sự tự do tài chính đó là khi bạn không cần phải làm việc nữa. Và không cần phải làm việc nữa thì cái nguồn thu nhập thụ động đó vẫn giúp bạn có được cuộc sống như bạn mong muốn. Đó là sự tự do tài chính. Tự do tài chính, chìa khóa của sự tự do tài chính đó chính là thu nhập thụ động. Nếu như bạn đang cần phải đi làm hàng ngày, sáng đi làm, rồi chiều về cuối tháng nhận lương, rồi bạn tiêu tiền và rồi bạn hết tiền. Khi đó hết tiền bạn lại phải tiếp tục đi kiếm tiền, thì đó, cái thu nhập đó chỉ là thu nhập chủ động, có nghĩa là bạn cần phải làm việc thì mới ra tiền. Và vậy thì tại sao bạn lại cần phải có thu nhập thụ động? Chắc chắn rồi, bạn đã nhìn thấy đúng không? Thu nhập thụ động giúp cho bạn có được sự tự do. Bạn có muốn ngày nào cũng cần phải làm việc 8 giờ hay không? Hay là bạn muốn có nhiều thời gian hơn để dành cho con cái của mình, để dành cho gia đình của mình, để dành cho những cái khát khao mà mình mong muốn? Vậy thì thu nhập thụ động nó sẽ giúp cho bạn có thêm thời gian. Điều tiếp theo, điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn, cái lý do bạn cần phải có thu nhập thụ động, đó là thu nhập thụ động nó sẽ giúp cho bạn có thêm được thu nhập. Tại sao thu nhập thụ động lại giúp bạn có thêm thu nhập? Vì rằng nếu như mà bạn đang xây dựng những cái nguồn thu nhập chủ động, bạn sẽ bị hạn chế bởi 24 giờ làm việc của bạn. 24 giờ của mỗi ngày sẽ chính là thứ hạn chế nguồn thu nhập của bạn. Cái trí tuệ, cái sức lao động của bạn chính là thứ hạn chế cái nguồn thu nhập của bạn. Nhưng nếu bạn có một nguồn thu nhập thụ động, rồi bạn không cần phải làm việc nữa, thì hàng tháng số tiền đó vẫn đến với bạn. Vậy thời gian 24 giờ của bạn trong ngày, trong những ngày tháng tiếp theo bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là bạn sẽ không ngủ rồi, bởi vì bạn biết rằng bạn sinh ra để giúp đỡ người khác. Bạn mong muốn rằng bạn có sự giàu có hơn. Bạn mong muốn rằng trao giá trị cho nhiều người hơn nữa. Và chính vì vậy bạn mong muốn giàu có hơn, đúng không? Và khi mà bạn mong muốn giàu có hơn thì đương nhiên là cái thời gian tiếp theo bạn sẽ tiếp tục làm việc. Bạn sẽ làm việc. Và khi mà bạn không làm việc thì bạn vẫn có một khoản tiền từ cái nguồn thu nhập thụ động thứ nhất của bạn rồi. Vậy thì bạn tiếp tục bạn làm việc nữa, bạn sẽ xây dựng nguồn thu nhập chủ động hay là thụ động? Tất nhiên rồi, khi bạn đã hiểu về thu nhập thụ động, bạn sẽ rất là mê nó đấy. Và bạn sẽ muốn rằng là mình sẽ sở hữu tiếp theo một nguồn thu nhập thụ động nữa. Bạn sẽ xây dựng cho mình tiếp theo một nguồn thu nhập thụ động nữa. Và với một khoảng thời gian mà bạn ra quyết định đó, bạn sẽ có thêm được một nguồn thu nhập thụ động thứ hai, và nó sẽ giúp cho bạn có nhiều tiền hơn. Lúc này bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập thụ động lớn hơn, nó sẽ giúp cho bạn có cái sự tự do tài chính ở cái cấp độ cao hơn. Tiếp theo, đó là nó không chỉ là gia tăng thu nhập cho bạn mà nó còn gia tăng sự giàu có cho bạn. Chỉ khi bạn biết tạo ra được thu nhập thụ động thì sự giàu có nó mới đến với bạn. Bạn không thể nào trở nên giàu có nếu như bạn chỉ là một người biết làm việc rồi mới kiếm được tiền, và ngừng làm việc thì tiền sẽ không đến nữa, thì sự giàu có nó không đến với bạn. Bạn, nếu bạn đang có thể kiếm được nhiều tiền đấy, bạn có thể kiếm được nhiều tiền, có thể 500 triệu, có thể 1 tỷ đồng mỗi tháng. Nhưng tôi hỏi bạn điều này, bạn có dám ngừng làm việc để tiếp tục cái cuộc sống như bạn mong muốn hay không? Rất nhiều người họ nói rằng không, họ không dám ngừng làm việc khi họ đang sở hữu một nguồn thu nhập chủ động, bởi vì họ rất là sợ rằng sẽ có một sự rủi ro nào đó sẽ được ập đến với gia đình họ, và rồi họ sẽ không thể nào xoay sở được. Và chính vì vậy họ cần phải gia tăng cái số tiền của họ ngày càng nhiều hơn nữa, bằng cách thay bán cái sức lao động của mình đi, bằng cách bán cái thời gian của mình đi,
Và đó là những người mà họ có thể có nhiều tiền đấy, nhưng họ không hề có sự tự do, họ không có sức khỏe, họ không có thời gian dành cho con cái, không có thời gian dành cho gia đình. Và như vậy thì bạn có muốn sự giàu có tương đương đi kèm với cái sự hạnh phúc của mình không? Trong một cái cuốn sách có tên là Bí mật tư duy triệu phú, tôi đã học được một cái bài học rằng đó là người giàu cần phải chọn cả hai. Nếu như trước đây tôi được học những cái khái niệm như là bạn hoặc chỉ có thể hạnh phúc, hoặc là bạn có thể giàu có. Nếu bạn giàu có thì bạn sẽ không có sự hạnh phúc, bởi vì bạn sẽ không có thời gian dành cho gia đình, dành cho con cái, dành cho cái sự nghỉ ngơi, hưởng thụ của mình. Nhưng tôi đã học được điều này, đó là người giàu chọn cả hai. Người giàu có thể vừa giàu có, vừa có thời gian. Và chìa khóa của việc lựa chọn cả hai đó chính là thu nhập thụ động. Và bạn đã biết được ba lý do để tạo nên nguồn, để chúng ta cần phải sở hữu một nguồn thu nhập thụ động chưa? Lý do thứ nhất đó là bạn sẽ có thêm thời gian. Lý do thứ hai đó là bạn sẽ có thêm nguồn thu nhập. Và lý do thứ ba đó là bạn sẽ tạo nên được sự giàu có thực sự. Không phải là chỉ những người chỉ có một ít tiền, chỉ có một số lượng tiền nào đó mà không dám nghỉ, không dám nghỉ ngơi. Nếu như bạn không dám nghỉ bỏ công việc của mình trong vòng 6 tháng, 1 năm, bạn không dám làm điều đó, thì bạn chưa phải là một người có thu nhập thụ động. Vậy thì bạn có biết được rằng những nguồn thu nhập, có những nguồn thu nhập thụ động nào hay không? Và nó, bạn có thể có được nó hay không? Vậy thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn 4 nguồn thu nhập thụ động mà bạn có thể nắm giữ để tạo nên sự giàu có cho mình. Sự giàu có, thời gian và tiền bạc cho bạn. Và nguồn thu nhập thụ động thứ nhất tôi muốn chia sẻ với bạn đó là bất động sản. Khi bạn sở hữu một cái bất động sản, bạn sở hữu một căn nhà cho thuê. Ví dụ như là, giả định như là bạn đang muốn xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động là 1.000 đô chẳng hạn, thì việc bạn sở hữu bất động sản và bạn sẽ cho thuê nó sẽ mang lại cho bạn 1.000 đô để sở hữu một cái nguồn thu nhập thụ động từ bất động sản. Thì thông thường nếu như mà để có 1.000 đô thì bạn cần phải có được một cái khoản tiền là 6 tỷ chẳng hạn. Bạn sẽ thường là như vậy, sẽ phải có một khoản tiền là 6 tỷ. Và rồi bạn, và để mà có được 6 tỷ thì đó là bạn cần phải làm việc trong khoảng, đó là cái thời gian mà để bạn cần phải làm việc để tích lũy nó, để có thể có được cái số tiền đó, thường là từ 10 đến 20 năm. Thậm chí có những người thì phải nhiều hơn, và có những người thì cả đời không kiếm nổi 6 tỷ đồng đâu. Và như vậy thì cái việc mà sở hữu một cái nguồn thu nhập thụ động mang lại sự tự do cho bạn. Một nguồn thu nhập thụ động là 1.000 đô để bạn không cần phải làm việc nữa mà vẫn có 1.000 đô mỗi tháng từ bất động sản. Nó có dễ không ạ? Dễ khó là tùy vào cái kiến thức, kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng mà bất động sản, nếu như bạn sở hữu nguồn thu nhập thụ động từ bất động sản, thì đây là một cái nguồn thu nhập thụ động rất là bền vững. Khi bạn đã có một căn nhà cho thuê rồi, thì cái nguồn thu nhập đó nó sẽ đến với bạn rất là lâu dài. Nó đến với bạn 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, và thậm chí là 100 năm và còn nhiều hơn thế nữa. Nếu như bạn vẫn giữ được cái bất động sản đó là của mình, thì cái việc người ta sẽ thuê cái căn nhà của bạn sẽ rất là lâu. Và như vậy bạn sẽ có một nguồn thu nhập thụ động bền vững. Tuy nhiên, để sở hữu nguồn thu nhập thụ động này thì bạn cần phải có một cái nguồn tiền, và nó cần phải, để tạo ra được nó thường thì sẽ mất 10 đến 20 năm. Đó là lý do tại sao mà bạn nhìn thấy những người có thu nhập thụ động từ bất động sản thường là những người có độ tuổi từ 40 cho đến 50 tuổi và hoặc là trở lên, thì họ mới có những nguồn thu nhập thụ động từ bất động sản. Điều tiếp theo, cái nguồn thu nhập thụ động tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với bạn đó là thu nhập thụ động từ doanh nghiệp. Thu nhập thụ động từ doanh nghiệp, khi bạn xây dựng một cái doanh nghiệp thì bạn xây dựng một đội nhóm, bạn tham gia vào công việc kinh doanh
Và cái công việc kinh doanh của bạn, bạn sẽ phải sở hữu một công việc kinh doanh. Mà cái công việc kinh doanh đó có một cái đội nhóm hoạt động một cách hiệu quả mà không cần phải có sự tham gia của bạn. Nếu bạn đang là người giỏi nhất ở trong doanh nghiệp của bạn thì bạn chưa phải là sở hữu một cái doanh nghiệp thực sự, bạn chỉ đang là khổ chủ cho một doanh nghiệp mà thôi. Và nếu như bạn đang sở hữu một cái hệ thống, ví dụ như là hệ thống một chuỗi nhà hàng, hệ thống một chuỗi cửa hàng thời trang, một cái doanh nghiệp mà khi các nhân viên của bạn hoạt động mà không cần phải có sự tham gia của khi sự tham gia sự có mặt của bạn ở đó thì công việc đó nó vẫn diễn ra rất là trôi chảy, và như vậy bạn đã sở hữu một nguồn thu nhập thụ động. Thông thường thì để mà có một nguồn thu nhập thụ động là 1.000 đô đối với một doanh nghiệp thì thường thì bạn phải xây dựng, thông thường nhá, bạn phải xây dựng nó trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Như vậy thì điều này để sở hữu một cái nguồn thu nhập thụ động 1.000 đô từ việc xây dựng doanh nghiệp nó có dễ hơn bất động sản không? À, như vậy thì nó đã dễ hơn rồi đấy, từ 3 đến 5 năm. Và bạn có thể dễ dàng thấy rằng những người dưới 30 tuổi, những người dưới 30 tuổi có thể sở hữu được cái nguồn thu nhập thụ động này. Có rất nhiều người đã có thể trở nên, có thể nghỉ hưu sớm, có thể được gọi là về hưu sớm mà không cần mà đó là những người chỉ dưới 30 tuổi mà thôi, bởi vì họ đã áp dụng công thức xây dựng thu nhập thụ động từ việc xây dựng doanh nghiệp. Và đối với lại cái nguồn thu nhập thụ động từ doanh nghiệp thì nó sẽ cái tính bền vững của doanh nghiệp nó không bền vững được như bất động sản. Bất động sản nó sẽ nằm ở đó, không ai có thể phá hủy nó đi, trừ khi là có cái sự có vấn đề về thiên tai địch họa, còn thì nó không, hầu như nó không có vấn đề. Nếu như là nó có cái sự xuống cấp thì nó sẽ là có bảo dưỡng duy tu, và nó bất động sản nó rất là bền vững, thu nhập thụ động từ bất động sản thì rất là bền vững. Nhưng đối với doanh nghiệp, bạn có nhìn thấy rằng một cái doanh nghiệp trong 80%, trên 80% cái số doanh nghiệp được hình thành nó sẽ phá sản trong 5 năm đầu tiên không? Và trên 95% số doanh nghiệp sẽ phá sản trong 10 năm. Vậy thì việc sở hữu một doanh nghiệp, sở hữu một nguồn thu nhập thụ động từ doanh nghiệp nó không phải là một cái điều rất là đơn giản. Để sở hữu nó thì không không phải quá khó khăn, nhưng để tạo nên cái sự cái nguồn thu nhập đó, để duy trì nguồn thu nhập đó, để tạo nên sự bền vững, cái thu nhập thụ động đó, cái sự tự do tài chính do thu nhập thụ động mang lại là bền vững thì nó không hề dễ dàng một tẹo nào. Và để mà có thể trở nên bền vững thì đó là việc bạn cần phải có những cái công thức xây dựng doanh nghiệp hiệu quả. À, và nguồn thu nhập tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với bạn đó là thu nhập thụ động từ kinh doanh MLM, hay ở Việt Nam chúng ta gọi là kinh doanh đa cấp. Ồ, có phải là bạn đang có một cái cảm xúc gì đó xấu không? Có rất là nhiều người khi nói đến kinh doanh MLM thì họ sẽ trở nên rất là dị ứng và họ nói rằng là lừa đảo. Họ có dành những ngôn từ rất là tệ hại cho kinh doanh MLM. Nhưng mà tôi muốn nói với bạn rằng đấy là bởi vì bạn không hiểu về nó mà thôi. Bạn, nếu bạn thực sự hiểu về nó, tôi sẽ chia sẻ cho bạn về kinh doanh MLM, về những cái vị trí của MLM trong trong cái bản đồ kinh doanh, trong cái những cái bước đường kinh doanh của các cái doanh nhân ở trên thế giới nó ở vị trí nào, thì bạn sẽ hiểu được rằng nó là một cái vị trí rất là quan trọng và nó giúp cho những cái người mà có ước mơ cao nhưng năng lực thấp sẽ đạt được ước mơ của họ. Họ nếu bình thường bạn có ước mơ cao và năng lực thấp, bạn có biết làm gì không? Đã năng lực thấp thì hạ ước mơ xuống đi cưng. Nhưng mà nếu như sử dụng, nếu bạn biết MLM thì bạn sẽ có thể xây dựng được cho mình một cái ước mơ rất là cao với một cái năng lực hạn chế mà mình đang có. Bởi vì đó chính là những bí mật của MLM. Những người mà sẽ chỉ nhìn MLM bằng những cái con mắt tiêu cực sẽ không bao giờ nhìn được những cái điểm tuyệt vời đấy. Và tôi muốn chia sẻ với bạn rằng có những công ty MLM như là Oriflame
tôi vẫn được tôi đã dùng sản phẩm của Oriflame. Tôi không phải là người kinh doanh Oriflame, nhưng tôi là người dùng sản phẩm của Oriflame trong từ cái thời tôi đang còn còn sinh viên, từ thời tôi còn vừa mới bắt đầu đi làm, và bây giờ thì tôi vẫn rất là thích những cái sản phẩm đó. Và rồi những cái công ty như là Amway hay là Herbalife, đó là những công ty mà tôi thấy rằng là với những cái sản phẩm dịch vụ hoặc là các hình thức kinh doanh của họ, tôi cảm thấy rất là nó là một cái hình thức kinh doanh cực kỳ tuyệt vời. Và nó sẽ giúp cho những cái bạn trẻ, những người mà đang có năng lực thấp có thể xây dựng cho mình được một cái ước mơ cao. Và với một cái thông thường thì để xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động từ MLM. Tại sao lại có thể có thu nhập thụ động từ MLM? Bởi vì công thức xây dựng thu nhập thụ động từ MLM đó là xây dựng một đội nhóm kinh doanh. Một đội nhóm kinh doanh khi bạn giúp đỡ họ, bạn giúp đỡ cho họ để họ có kỹ năng bán hàng, bạn giúp đỡ cho họ để họ có thể tìm kiếm được những người bán hàng, có thể tìm kiếm được những người kinh doanh, có thể họ cũng có thể xây dựng cho họ một cái đội nhóm. À, thì đó là lúc mà thu nhập thụ động đến với bạn. Và để có thể có một nguồn thu nhập thụ động 1.000 đô từ MLM thì thông thường cũng sẽ phải mất từ 3 đến 5 năm để có một cái nguồn thu nhập thụ động từ MLM. Và bạn có thấy rằng là với cái thời gian đó, một cái người rất là trẻ, một người trẻ có thể dễ dàng thành công với lĩnh vực kinh doanh MLM không? Với lĩnh vực kinh doanh đa cấp không? Và đó là lý do mà tại sao bạn có thể nhìn thấy rằng rất nhiều người trẻ tuổi họ đã có thể là có được cái sự thành công, bởi vì họ đã biết đặt chân mình vào MLM. Tôi không phải là người kinh doanh MLM, và tôi không nói điều này để cổ súy cho MLM. Tôi nói những cái gì mà tôi hiểu biết, và tôi muốn dành cho bạn những cái điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Khi mà tôi học được những cái bài học từ những cái người người thầy những cái người thầy, những cái người triệu phú, những người tỷ phú, thì họ có một cái điều họ luôn dành cho chúng tôi một cái bài tập, đó là bài tập vượt qua sự sợ hãi, bài tập không bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Tất cả những người thành công thì họ luôn phải luyện cho mình một cái bài, đó là không bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Bởi vì khi mà bạn làm một cái điều gì đó nó khác với những việc mà những cái đám đông vẫn làm ấy, thì thường họ sẽ phỉ báng bạn, họ sẽ chửi bới bạn, họ sẽ hạ nhục bạn, và thậm chí họ sẽ gây tổn thương bạn. Nhưng tất cả những người thành công sẽ học cách vượt qua tất cả những điều đó, họ học cách bỏ ngoài tai tất cả những điều đó. Nếu như bạn đã từng nhìn thấy rằng, đã từng nghe báo chí nói đến rằng Richard Branson, ông ấy có một cái thói quen, ông ấy có một cái sở thích là thích mặc váy và thích đánh son. Đó không phải là thói quen của ông ấy, đó là cái bài tập giúp ông ấy vượt qua nỗi sợ hãi, bài tập giúp cho ông ấy trở nên thành công. Bởi vì khi ông ấy có những ý tưởng, ông ấy có những ý tưởng rất là điên rồ. Và khi mà ông ấy để rèn luyện những cái ý tưởng điên rồ của mình, thì đầu tiên ông ấy rèn luyện bởi việc là mặc váy và tô son và đi ra đường. Đó là thời điểm ban đầu khi ông ấy chưa hề thành công, thì ông ấy đã bắt đầu mặc cái váy và rồi tô son và đi ra đường, và rất nhiều người đi ra chợ ấy, và nhiều người nói ông là thằng điên, thằng này là thằng điên. Và rồi ông ấy vẫn cứ đi ra chợ hàng ngày như thế, trong cái sự vui vẻ và chẳng quan tâm đến người khác nói gì về mình cả. Và trong khi người khác thì vẫn cứ nói ông là thằng điên, thằng dở hơi, thằng chập mạch, thằng hâm, vân vân. Và rồi khi đó, khi mà ông bắt đầu ông có một cái dự án, một cái bản kế hoạch điên rồ, và người khác nói với ông rằng là đây là một cái ý tưởng điên rồ, điều này không thể thực hiện được đâu, thì ông vẫn nói rằng vâng, tôi là một thằng điên, và tôi đã từng là một thằng điên, tôi vẫn là một thằng điên, và tôi sẽ làm những cái điều điên rồ đó. Và chính khi mà bạn đã quen với việc là người khác nói mình điên rồ đi, thì bạn mới có thể vượt qua được cái nỗi sợ hãi để mà thực hiện cái ước mơ của mình. Và với trong 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 những lĩnh vực kinh doanh MLM ở tại Việt Nam, thì những cái mà những cái luồng
ngôn từ hay là những cái mà người ta ném vào mặt những cái người kinh doanh MLM rất là tệ hại. Nếu như bạn thực sự muốn thành công, hãy sẵn sàng nghe những cái điều đó của người khác, hãy sẵn sàng chấp nhận những cái điều đó của người khác. Nếu bạn rút lui, đó là cách mà bạn bỏ cuộc mà thôi. Và như vậy thì nếu với bạn sở hữu cái nguồn, bạn xây dựng nguồn thu nhập thụ động từ MLM, bạn có thấy rằng nó rất là dễ dàng không? Chỉ 3 đến 5 năm mà thôi. Tiếp theo, một cái nguồn thu nhập tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với bạn, nguồn thu nhập thụ động thứ tư. Đối với nguồn thu nhập thụ động từ MLM thì việc tôi sẽ chia sẻ lại bổ sung cái phần thu nhập thụ động từ MLM trước khi chuyển qua phần thứ tư, đó là với thu nhập thụ động từ MLM thì cái độ bền vững của nó có cao không? Nếu bạn không biết xây dựng, cái đội nhóm vững mạnh, một cái đội nhóm mà mọi người hoạt động dựa trên tình yêu thương, nếu bạn không biết xây dựng một đội nhóm mà những người đó biết cách bán hàng, nếu bạn không biết dạy cho đội nhóm của bạn biết cách bán hàng, bạn không biết gắn kết những cái thành viên trong tổ chức của mình, trong cái đội nhóm của mình, nếu bạn không biết chơi trò chơi của you win, I win, nhường chiến thắng cho đội đồng đội, nhường chiến thắng cho những người khác, nếu bạn không hiểu được những điều đó thì đồng đội của bạn, những người trong cái đội nhóm của bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ bạn ra đi. Và như vậy thì khi mà họ bỏ bạn ra đi thì nguồn thu nhập của bạn nó sẽ không còn nữa. Và đó là lý do mà rất là nhiều người làm MLM, họ có thể là có được sự tự do tài chính đấy, nhưng đó là nguồn tự do tài chính không đủ bền vững. Và nếu như mà để cái nguồn tự do tài chính đó nó trở nên bền vững thì đó là việc bạn cần phải nâng cao, phát triển bản thân mình lên, phát triển kỹ năng bán hàng, và cần phải dạy lại cho đội nhóm của bạn những kỹ năng đó, dạy lại cho đội nhóm của bạn sự yêu thương, lòng biết ơn và sự trung thành. Khi mà họ làm tất cả những điều đó, bạn sẽ có một đội nhóm thực sự, bạn sẽ có một đội nhóm luôn luôn gắn kết với bạn, và nguồn thu nhập của bạn, nguồn thu nhập thụ động của bạn sẽ là một nguồn thu nhập thụ động bền vững. Nguồn thu nhập thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với bạn đó là thu nhập, xây dựng thu nhập thụ động từ những tài sản trí tuệ. Vậy tài sản trí tuệ là gì? Đó là những thứ như là video, những cái video. Ví dụ như bây giờ tôi đang đứng ở đây và chia sẻ với bạn như thế này, tôi đặt một cái camera ở kia, và như vậy tất cả những điều mà tôi chia sẻ cho bạn ở đây nó được lưu trữ vào trong video này. Và khi mà tôi chia sẻ lên cho bạn thì bạn hoàn toàn nhận được những kiến thức này, và đó là tài sản trí tuệ của tôi. Đấy là tài sản trí tuệ. Video này của tôi chính là tài sản trí tuệ của tôi. Không chỉ là video, tôi có thể viết một cuốn ebook rồi, hoặc là tôi có thể là bạn có thể nhìn thấy là những cái tài sản trí tuệ như là những cái phát minh, những cái bằng sáng chế, những cái phát minh hoặc là bằng sáng chế cũng là những tài sản trí tuệ. Rồi là những cái đó, ví dụ như là khi mà tôi có thể là đối với những cái loại này thì nó sẽ tạo nên cái nguồn thu nhập thụ động cho bạn rất là dễ dàng. Bạn có nhìn thấy rằng là, bạn có nghĩ rằng tôi đặt cái camera ở đây để có thể nói cho bạn là hoàn toàn rất là dễ dàng không? Rất là dễ dàng, rất là đơn giản. Tôi chỉ cần có một cái camera và chỉ cần có một cái iPhone thôi. Trước mặt tôi đang là một cái camera của Sony thôi. Đó là một cái camera rất là đơn giản, nó chỉ khoảng cỡ mười mấy triệu là bạn có thể có một cái camera như vậy rồi. Và tôi thường xuyên ghi lại những cái điều mà mình làm. Đó là cái, những cái điều tôi làm thì kể cả bất kể tôi làm, có thể là hoàn thiện, có thể không hoàn thiện, bạn có thể xem những cái video của tôi để biết rằng tôi có những cái tôi làm không hoàn thiện, nhưng khi tôi lưu trên đấy thì nó sẽ là tài sản trí tuệ của tôi. Và chắc chắn rồi, tài sản trí tuệ của tôi nó sẽ mang tiền về cho tôi đấy. Nó sẽ mang lại cho tôi một cái nguồn thu nhập thụ động. Bạn có biết không? Để mà có thể sở hữu một nguồn thu nhập thụ động từ những thứ như là video, từ những thứ như là một cuốn sách hay là những khóa học, đó là những tài sản trí tuệ. Tôi có thể tạo ra những thứ, ví dụ như là một cái video như thế này. Một cái video như thế này tôi sẽ làm miễn phí, và tôi đặt lên YouTube,
và YouTube trả tiền quảng cáo cho tôi. Và tôi có nguồn thu nhập. Đó. Đó là miễn phí và vẫn kiếm nhiều tiền. Miễn phí vẫn kiếm nhiều tiền. Tôi muốn chia sẻ với bạn điều này. Bạn không cần phải trả tiền cho tôi. Mỗi ngày có rất nhiều người đang xem những video của tôi. Và tôi rất là xin chân thành cảm ơn bạn. Bởi vì chính việc bạn đang ngồi ở trước máy quay như thế này và xem video của tôi, đó chính là việc bạn đang xây dựng nguồn thu nhập thụ động cho tôi đấy. À, bạn đang tạo ra nguồn thu nhập, bạn đang góp phần tạo ra thu nhập thụ động cho tôi đấy. Chỉ việc bạn ngồi xem miễn phí mà thôi. Điều này có đơn giản không ạ? Đó là cách thứ nhất mà khi mà tôi làm, tôi muốn nói với bạn, đó là tôi. Đây là những việc mà tôi đang làm đấy. À, bạn có thể xem video này trên kênh YouTube với tên là Nguyễn Thị Vân Anh. À, và chắc chắn rồi, khi bạn subscriber, nhấn subscriber vào đấy, bạn đang giúp tôi gia tăng nguồn, thêm nguồn thu nhập thụ động của tôi. Rất chân thành cảm ơn sự có mặt của bạn, sự việc hàng ngày bạn làm. Nếu như bạn đang hàng ngày bạn đang mở video của tôi và rồi xem nó, rất là xin chân thành cảm ơn bạn, bởi vì những giá trị của tôi đã được gửi đến bạn. Và rồi, chắc chắn rồi, tôi có nguồn thu nhập thụ động của tôi. Mà bạn không cần phải trả tiền, YouTube trả tiền cho tôi. Và vậy thì cái việc tạo thu nhập thụ động như thế này cũng rất là đơn giản. Để tôi xây dựng được một cái nguồn thu nhập thụ động 1.000 đô chỉ mất vài tháng thôi, thì tôi đã có thể làm được điều này rồi. Và bạn cứ nghĩ rằng là vài tháng nó sẽ rất là nhanh chóng, đúng không? Rồi, cách thứ hai mà tôi cũng có thể làm, đó là trong những cái video này, bạn đã bao giờ nhìn thấy rằng trong một cái video nào đó của tôi sẽ chia sẻ một cái cuốn sách chưa? Ví dụ như là tôi sẽ chia sẻ là trong cái video đó tôi sẽ nói đến một cái cuốn sách, là cuốn sách mà tôi viết, đó là cuốn sách Càng Giàu Càng Nợ, Càng Nợ Càng Giàu. Cái cuốn sách đó là một cuốn sách tôi hướng dẫn cho các bạn cách vay nợ, mà cách để mà làm như thế nào để chúng ta có thể vay nợ rất là nhanh chóng, vay nợ mà không cần phải hỏi xin người khác. Chúng ta sẽ có thể là vay nợ và không cần phải trả lãi suất. Vay nợ mà không cần phải trả lãi suất à? Dở hơi à? Làm ai gì mà cho mình vay như vậy? Nhưng bạn chỉ có thể vay trong vòng một giây mà thôi. Chỉ một giây thôi, khi bạn biết được những cái bài, những cái chia sẻ ở trong cuốn ebook Càng Giàu Càng Nợ, Càng Nợ Càng Giàu, thì bạn sẽ có thể vay nợ một cách rất là dễ dàng. Và đó là những cái mà tôi chia sẻ trong cuốn sách đó. Và chỉ khi mà tôi nhắc đến cái cuốn ebook đó của tôi trong cái video thôi, thì người ta tự động liên hệ với tôi để họ mua cái cuốn sách đó. Và đó có phải là nguồn thu nhập thụ động tiếp theo của tôi không ạ? Việc viết một cái cuốn sách, một cuốn ebook hay là một cuốn sách, đó chính là việc tôi tạo thêm một nguồn thu nhập thụ động cho mình. Và cuốn ebook Càng Giàu Càng Nợ, Càng Nợ Càng Giàu, chính là một nguồn thu nhập thụ động tiếp theo của tôi. Và việc của tôi là sẽ cần phải viết nhiều cuốn sách hơn nữa. Tôi đã có 2 cuốn, đó là Càng Giàu Càng Nợ, Càng Nợ Càng Giàu, và cuốn 5 Bước Đạt Tự Do Tài Chính Bền Vững. Rồi, tiếp theo, tôi có thể là xây dựng một cái khóa học gồm một chuỗi các cái video, để có thể là những cái người ở khắp nơi ở trên toàn thế giới, người ta có thể xem những cái nội dung của cái khóa học đó mà không cần phải là đến lớp. Sẽ có những người cần phải đến lớp, nhưng sẽ có những người ở rất là xa và họ không có điều kiện để đến lớp. Tôi sẽ bán nó cho họ, một cái chuỗi video. Ví dụ như là tôi sẽ bán cho họ, tôi xây dựng một chương trình, ví dụ như là chương trình xử lý lời từ chối trong bán hàng, hoặc là chương trình hướng dẫn đầu tư vàng bạc và bất động sản chẳng hạn. Và với những cái chia sẻ, với những cái chương trình đào tạo như vậy, hay là chương trình chiến lược kinh doanh nhảy vọt, để giúp cho những người mà đang rất là mơ hồ trong công việc kinh doanh, những người mà đang tiêu tốn quá nhiều tiền cho một cái chương trình quảng cáo mà không hiệu quả, họ có thể biết cách tiết kiệm chi phí quảng cáo nhất nhưng đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi chia sẻ nó trong những cái video như vậy, và rồi mọi người sẽ liên hệ với tôi để mua lại những cái video đó thông qua một cái video tôi chia sẻ ở trên YouTube. Như vậy thì đồng thời với cái việc mà tôi chia sẻ, YouTube đã trả tiền cho tôi, thì những cái người xem đó họ lại tiếp tục trả tiền cho tôi cho những cái khóa học qua video nữa.
Và như vậy thì cái khóa học đó cũng chính là một cái khóa học qua video, cũng chính là một nguồn thu nhập thụ động tiếp theo của tôi. Rồi bạn có thể nghĩ rằng là vậy thì cái việc mà xây dựng video này, nếu như tôi xây dựng những cái video mà giống như tôi đang làm cho bạn đây, để tôi có thể có những kiến thức, những kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho bạn như thế này, tôi sẽ cần phải mất một thời gian cũng từ 3 năm, 1 năm đến 3 năm để có những cái kiến thức và chia sẻ cho bạn như thế này, đúng không? Và tuy nhiên nó cũng là một, để bạn có được, bạn hãy thử so sánh mà xem, nếu như mà so với việc chúng ta sẽ làm việc cả đời và rồi bạn sẽ cần phải học tập trong vòng từ 1 đến 3 năm để bạn có những kiến thức giống như tôi, bạn có nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng không để cho bạn cái sự tự do? Và những cái cách đó, với những cách đó bạn có cảm thấy rằng băn khoăn không? Ồ, có một số bạn sẽ nói rằng là ôi, chị làm được điều này, chị có thể đứng trước camera nói ra những điều này, nhưng em thì không thể làm được. Có những người thì họ chỉ lên và họ nói rằng bạn cần phải làm như thế này này, bạn cần phải làm như thế kia này tốt hơn. Tôi rất là chân thành cảm ơn tất cả mọi người, dù là bạn có đóng góp ý kiến tốt, tôi rất là cảm ơn bạn. Nhưng nếu bạn có ý kiến không tốt, tôi cũng rất là cảm ơn bạn, bởi vì bạn giúp cho tôi có được cái sự mạnh mẽ hơn. Những lời góp ý tốt khiến tôi mạnh mẽ, và những cái lời góp ý không tốt giúp tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là những điều mà tôi nhận được, và tôi luôn chân thành cảm ơn tất cả những cái lời đóng góp, ý kiến của tất cả mọi người. Và nếu như bạn thấy rằng là bạn không đủ tự tin để đứng trước camera, thì điều gì diễn ra? Tôi có thể chia sẻ với bạn đây là cách mà tôi làm. Đó là tôi tạo ra những cái, bạn có thể lên tham khảo một cái bạn có thể tham khảo một cái kênh YouTube mà tôi làm, có tên là Dạy Trẻ Thông Minh Sớm. Ở trên đấy là một cái, tôi làm những cái nội dung như là tôi đưa một cái, tôi làm một cái nội dung dành cho trẻ con. Ví dụ như là đầu tiên là tôi cho chạy một cái chữ con bò, và sau đó tôi cho một cái hình con bò chạy ngang qua. Những em bé sẽ học được con bò, đúng không ạ? Học được con bò, học được hình ảnh của con bò và tiếng kêu, chữ con bò nữa. Tôi làm theo phương pháp Glendoman. Và các bạn có nghĩ rằng tất cả mọi người, chỉ cần là những người biết đọc, biết gõ máy tính đơn giản thôi, thì đều có thể làm được những video như vậy không? Bạn hoàn toàn có thể viết một cái chữ và bạn quay chữ con bò, và bạn sẽ lấy một cái hình con bò. Và như vậy thì bạn đã tạo ra một cái nội dung, một cái video có nội dung hữu ích. Và những cái đứa trẻ sẽ rất là thích thú với việc đấy đấy. Và đó là cách mà tôi đã làm. Và tôi đã tạo nên được một cái kênh Dạy Trẻ Thông Minh Sớm có lượt subscriber tính đến thời điểm hiện tại là 330.000 subscriber. 330.000 subscriber có thể mang lại cho tôi một cái nguồn thu nhập thụ động tốt được không ạ? Chắc chắn rồi. Khi bạn làm thì bạn sẽ biết kết quả nó sẽ như thế nào. Chỉ khi bạn hành động, bạn mới có kết quả mà thôi. Vậy thì nếu như bạn cho rằng là nó phức tạp, thì đây những điều mà em gái của tôi làm này, đây là những điều mà khi mà tôi làm được và tôi đã dạy cho em gái của tôi. Em gái của tôi chỉ làm những cái việc rất là đơn giản như thế này thôi. Đó là hướng dẫn cắt ngôi sao năm cánh để cho các cái trẻ em, những cái trẻ em 6 tuổi, 7 tuổi, các em ấy có thể là gấp cái hình ngôi sao năm cánh và có thể cắt được một cái ngôi sao năm cánh như thế nào. Hướng dẫn xếp tàu thủy, hướng dẫn xếp hình con ếch. Đó, lấy một tờ giấy ra, lấy một tờ giấy màu và xếp hình con ếch, và rồi đặt camera quay lên. Và tất cả những cái điều, có rất là nhiều thứ rất là đơn giản bạn hoàn toàn có thể làm được. Và khi mà bạn bắt tay vào làm, thu nhập sẽ đến với bạn. Tôi đã làm nó trong hơn 3 năm nay, và tôi đã có sự tự do tài chính trong 3 năm nay, trong hơn 3 năm, bởi vì tôi hành động. Và bạn có sẵn sàng bắt tay vào để hành động, để tạo nên nguồn thu nhập thụ động cho mình không? Và tôi muốn chia sẻ cái một chút nữa, đó là khi mà đối với những cái chương trình dạng video như thế này, những cái nội dung dạng video, tôi sử dụng một cái hệ thống của YouTube, thì nó có thể là nó sẽ không phải là một cái thứ bền vững. Nó sẽ được tạo nên, bạn có thể xây dựng một hệ thống thu nhập thụ động rất là nhanh chóng. Tuy nhiên nó không bền vững. Nhưng mà hãy nhớ một điều này này, thứ mà bạn cần phải lưu giữ
đó là tất cả những giá trị của bạn. Những giá trị của bạn, những cái nội dung chia sẻ của bạn, hãy lưu giữ nó, hãy kiếm một cái ổ cứng hoặc là lưu lên Google Drive. Bạn hãy mua một cái drive dung lượng không giới hạn và bạn lưu trữ nó lên đó để bất kỳ sự cố nào xảy ra bạn sẽ không phải sản xuất lại toàn bộ những cái thứ đó. Đó là cách mà tôi đang làm. Bất kể điều gì diễn ra thì tôi sẽ việc tôi không cần phải đứng trước camera như bây giờ nữa, mà tôi sẽ chỉ việc lấy tất cả những nội dung đó mà tôi đã lưu trong những ổ cứng của mình và tôi lại thả lên một hệ thống mới. Nó sẽ tiếp tục tạo nên nguồn thu nhập thụ động cho tôi. Và đó chính là lý do mà tôi có được sự tự do trong 3 năm nay. Năm nay tôi 39 tuổi và tôi đã có được sự tự do lúc tôi 36 tuổi. Và sự tự do tài chính đã đến với tôi lúc 36 tuổi. Bạn có nghĩ rằng bạn cũng xứng đáng làm được điều đó hay không? Nếu bạn là nam giới, tôi muốn nói với bạn điều này này. Tôi là một phụ nữ và để tôi có được cái sự thành công, để tôi có thể làm được những điều đó, tôi cần phải nỗ lực gấp 10 lần nam giới. Và bạn, nếu bạn là nam giới thì hãy tin rằng bạn có thể thành công hơn tôi gấp nhiều lần. Bạn có thể làm được tốt hơn tôi rất nhiều lần. Bởi vì bạn là đàn ông. Nếu bạn là phụ nữ, hãy tin tưởng đi. Bạn, tôi làm được. Tôi là một người ở cái thế hệ lỗi thời rồi. Tôi 39 tuổi, lúc tôi bắt đầu đó là lúc tôi 36 tuổi. Lúc tôi bắt đầu đó là lúc tôi 35 tuổi. Và tôi khi mà tôi sử dụng Facebook hay là tôi sử dụng bất kỳ cái gì thì mọi người đều nói với tôi rằng là tại sao ở độ tuổi này mà tôi còn biết làm những thứ như thế kia. Thời điểm đấy thì những cái người ở độ tuổi tôi á, mọi người không biết sử dụng Facebook, mọi người không biết sử dụng máy tính nhiều lắm. Nhưng tôi làm được điều đó. Và bây giờ tôi biết rằng có rất nhiều bạn trẻ rất là sành trong những cái việc đấy, rất là sành trong việc lướt web mỗi ngày, lướt Facebook mỗi ngày. Nhưng đó là việc các bạn đang đốt tiền, đốt thời gian của mình, chính là làm mất đi cái nguồn thu nhập của mình. Bởi vì thời gian chính là tiền bạc, đúng không? Và hãy biến cái thời gian của người khác thành tiền bạc của bạn. Đừng tiêu thời gian của bạn cho những thứ vô bổ nữa. Chỉ khi bạn có một cái sự tự do rồi, khi đó sự hưởng thụ có thể đến với bạn. Nhưng mà bạn sẽ biết được rằng trong những cái video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với bạn rằng khi mà bạn có được một cái sự thành công nào đó, bạn sẽ không muốn dừng nó lại đâu. Bởi vì bạn có một điều bí mật tiếp theo mà tôi sẽ chia sẻ cho bạn trong video tiếp theo. Trong những video tiếp theo. Và hãy, nếu như những cái video của tôi nó có giá trị đối với bạn, hãy nhấn nút like, share hoặc comment. Hãy cho tôi một lời động viên để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn cho bạn những video khác nữa nhé. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi. À, có một điều rằng tôi muốn dành cho bạn, đó là tôi có một món quà dành cho bạn ở phía dưới, ở đường link phía dưới của video này. Hãy click vào đường link để nhận cái món quà đó mà tôi dành tặng bạn. Và một điều nữa, đó là tôi là một học trò của Blessinger và Robert Kiyosaki. Bạn có biết Robert Kiyosaki đó là tác giả của bộ sách Dạy Con Làm Giàu không? Robert Kiyosaki, nếu như bạn muốn có những cái kiến thức, bạn muốn sở hữu những kiến thức về bất động sản, về đầu tư, kiến thức về quản lý tài chính cá nhân tốt hơn bằng cách học trực tiếp từ bậc thầy về quản lý tài chính cá nhân, bậc thầy về đầu tư tài chính, bậc thầy về đầu tư bất động sản, thì hãy kết nối với tôi, bởi vì tôi có thể giúp cho bạn kết nối được với ông ấy. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi.